con nó, cha con nó đang dọn dẹp ly nước chuẩn bị cho bắp chê. Mẹ. Trời ơi, Daphne, coi kìa anh coi Daphne nó lao bất chấp chưa? Trời ơi, mới phụ có chút xíu rồi la mệt rồi. Con coi Daphne giỏi kìa. Rồi vậy. Ủa hai đứa sao tự nhiên để ba làm mình rồi nãy đời chúng ta lại phụ ba kìa đắp đi. Rồi lao đi. Ta giỏi vậy thôi kìm đâu ra. Ôi, lao bất chấp quá. Lao lăn xả luôn. Trình nheo lại đây kìa. Trời ơi lao lăn xả ghê chưa. Nó lao kìa. Lại đây coi nó lao kìa. Ừ lao đi con, lao cho sạch đi. Ừ đúng rồi lao đi. Trời ơi, lao kiểu nữa. Lao cho sạch nha. Lao cái gì kỳ vậy? Lao đi. Kìa, lao xuống đây nữa nè. Kìa, xuống nó lao kìa. Lao ơi. Ồ, đình nheo. Đình nheo. Có em làm với ba nè. Con không làm à. Con mới làm được con chút xíu con làm mệt rồi. Đi qua đây, đi qua đây, con đi qua đây. Rồi nè, lao đi con. Giỏi là nhiêu giỏi nè, Cami giỏi nè. Kệ nó. Con lấy viết viết lông vẽ lên mà. Đám đi đang làm gì á? Đám đi. Đám đi, con đang làm gì á? Con phụ ba. Nói đi. Mẹ. Con. Con. Phụ. Phụ. Ba. Ba. Lao sạp. Lao sạp. Ừ. Daphne 10 điểm. Yeah. Yeah, 10 điểm nha. Chị nheo mê chơi quá. Yeah. Ok, rồi đi chơi luôn rồi.